phải tự lên ga luôn các bạn. Xin chào các bạn, mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong video mới nhất trên kênh mình nha. Hiện tại thì mình vẫn còn ở Bến Tre, cụ thể hơn là ở đây là thành phố Bến Tre các bạn. Hôm nay thì mình vẫn còn ở địa điểm này, chắc có lẽ là mọi người đã rất là quen thuộc rồi, tại vì những cái video vừa rồi thì mọi người đã xem Lộc chỉnh máy ở khu vực này. Và cụ thể thì Lộc đang chỉnh sửa cho dịch vụ tàu du lịch của anh Dũng ha. Hôm nay thì chắc mình nghĩ rằng đây là chiếc cuối cùng mà Lộc hỗ trợ cho anh Dũng, tại vì đây là chiếc thứ tư. Và cái chiếc ghe mình đang đứng đây là một cái chiếc ghe du lịch đang gọi là giai đoạn làm lại thôi. Anh mới có lắp keo, lắp vỏ ở dưới, nhưng cái động cơ thì anh gáp xuống chạy thử thì anh nói là chạy, khi mà chạy rồi bớt ga nhỏ lại là nó tự tắt luôn. Và đây là một cái động cơ Hino HO7C các bạn. Thì máy này thì Lộc có nói là đã được độ chục bô, chứ cái máy này là không có chục bô ha. Còn cụ thể hơn như thế nào thì anh Dũng có đang xuống thì mình sẽ hỏi cụ thể hơn. Sao anh Dũng, cái tình trạng máy mình nó bị sao anh? Cái này nó bị giống như mình lên ga lớn á. Dạ. Xuống lại ga nhỏ cái nó tắt. Dạ, nó không cầm được. Nó không giữ gan tì, muốn có gan tì phải kèm lại nhẹ cái. Dạ. Cho nó có nó chịu lại cái. Cái này mình bị lâu chưa anh Dũng? Chung này cũng mới, tại mình mua cũ mà. Dạ, nó chỉ là bị một cái bệnh duy nhất là vậy thôi ha. Đúng rồi. Dạ. Cầm mà gan tì mà cầm không được. Để lên có gan tì hết chứ. Có nghĩa là anh đề anh phải giữ cần ga rồi các bạn. Nè, đề lên liền nè. Không giữ ga được. Lên ga chút là
luôn rồi. Mũ gan tay nó kẹp lại cái. Khó chịu dữ rồi. Thì tình trạng hiện tại thì nó không có khói hay là cây gì hết nha các bạn, nó chỉ có cái lỗi là chạy ga anti ấy, chạy xong là buông ra là tắt liền, phải kìm nữa thôi, chứ ngoài ra thì giờ không có vấn đề nào nghiêm trọng khác. Lên ga luôn các bạn.
coi dầu mà vẫn chạy luôn, máy lấy nhớt lên chạy. Kim Dũng ở đây nè. Máy lấy, thấy không, lấy nhớt lên chạy không? Coi cần coi dầu luôn. Chết người không? Bởi vì không kiểm tra, không mở coi dầu là tai họa tới. Cái ghe này á, bởi vì lúc nào cũng phải thủng. Cái tàu này anh Dũng anh cũng mới mua lại, cái tình trạng máy thì ảnh không có. Nè cho anh coi nè, tháo coi dầu ra mà chạy nè, nó lấy nhớt lên nó chạy luôn. Lọc xả xá coi dầu ra máy vẫn chạy luôn các bạn. Không có dầu nó vẫn chạy. Thấy không? Đó, giờ không thấy máy dự tốc chưa? Nghỉ mệt tí xíu rồi khắc phục coi coi vàng bạc của nó hay là nó đang bị tức cái miếng con sim qua nắp xi lát á. Nó chèn vô bít tông á, lấy nhớt lên chạy. Hoặc là coi coi ngay cái chỗ nắp xi lát của nó đó là nó đang chạy cái nó phá cái gút mà bằng máy á, người ta tính chế chụp bô nè, người ta ép cái đường nhớt lại, nó lấy nhớt nhiều quá, nó lấy đường nhớt nắp xi lát qua nó chạy luôn. Bứt lại có nghĩa là thằng này chạy 5,5 kg cho tới 6,5 kg là nó chạy bơm nhớt là để nuôi cho chụp bô đó. Thì bây giờ là máy đang chạy tình trạng dự tốc, máy này mà đang chạy ra lớn là nổ một cái rầm liền. Ý là không, giờ không có dầu mà nó vẫn lấy nhớt lên nó chạy cái dầu tóc. Bởi vì đè lên nãy là nó hiện liền. Rồi nãy tháo qua dầu tự nhiên nó vượt cái là em dở cái tay lên liền, lính quýnh liền nha. Nâng cái thằng đường nhớt cái rồi nhưng mà chụp bô nãy qua nhớt, nó lấy nhớt chụp bô qua chạy. Vẫn nổ máy. Nó là bãi của nó hả ta? Cái này là của độc phun của bãi quá. Hồi đó nó hàng không ngay, nhưng mà nó hàng cọc. Cái này nhớt. Nhớt thì em đổ ra, nó lọc lè các bạn. Nhưng như là nó bỏ thì nãy giờ Lộc kiểm tra lại cái phần nhớt của cái động cơ Hino này nha. Tại vì cái động cơ này các bạn nó có cái hiện tượng là vượt tốc á, mà vượt tốc thì là nguyên nhân là do nhớt.
Thì cho nên là lọc kiểm tra nhớt thì mới phát hiện ra một cái vấn đề như thế này. Đây là phần nhớt mà lọc vừa xả ra bỏ. Thì anh Dũng chủ máy ảnh có nói là, có nghĩa là máy này ảnh mới mua về cùng với cái ghe, thì cho nên là ảnh tính kỹ rồi các bạn. Đây là nhớt mà bên tiệm sửa xe Honda người ta đã thay ra, và cho nên là anh Dũng có ý định là châm vô cái máy để cho chạy 1-2 hôm để cho nó sạch cái máy rồi mới châm nhớt của máy dầu vô. Nhưng thì các bạn cũng đã biết rồi, nhớt mà ở trong những cái tiệm sửa xe Honda thay ra đâu phải là nhớt không đâu, mà nhiều khi các anh em người ta còn rửa này kia, người ta có xăng này kia, cho nên là cái độ lỏng là cũng như là nó dễ cháy rất là cao, thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là máy này vượt tốc. Cũng may là lọc đã phát hiện sớm đó các bạn. Nếu như mà chủ quan mà không gặp lọc thì chắc anh Dũng có lẽ là chắc mua máy mới luôn quá. Anh cũng chơi liều dữ anh Dũng. Đây lọc sẽ đầy. Thank you.
thời gian qua nữa. Dạ, ông gà anh lên tới đây, mà anh này nút lên. Nó bị dưới cái chổi đúng không? Thì vừa rồi các bạn cũng đã xem sau khi mà Lộc đã chỉnh, nói chung là không phải là chỉnh sửa gì nhiều các bạn, chỉ là thay nhớt thôi. Còn Lộc là chỉ chỉnh cái vấn đề là gan ti không được, nó tự tắt. Cái vấn đề đặc biệt ở đây là máy nó bị dược tốc. Thì mình xin nói đúng hơn là cái máy này không phải bị bệnh dược tốc nha, nhưng mà lý do là anh Dũng anh cũng hơi sơ ý quá là thay nhớt bên xe Honda nó có lộn xăng vô các bạn, thì cái nhớt nó quá loãng đi, cho nên là nó bị lòn gì đó mà nó bị dược tóc thôi, chứ không phải là cái máy này là bị dược tóc nha. Mình xin đính chính lại để mất công các bạn nói là máy dược tóc sao không làm gì hết mà lại hết bị. Thì mọi người coi lúc đầu Lộc xả hết 6 cái co bét ra nhưng cái máy nó vẫn chạy. Rồi sau khi mà Lộc thay nhớt đi, kêu anh Dũng mua nhớt mới về châm vô thì nó đã hết cái hiện tượng đó. Còn garanti thì cũng đã ok rồi. Bây giờ Lộc ráp lại là xong nha các bạn. Rồi làm rắc cuốn luôn. Tìm cái nguyên nhân máy dược tóc thì có hợp lý những gì mà anh ngờ tới không? Đúng rồi, tao nghĩ